kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Ngày 30 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử vụ án vi phạm đấu thầu tham ô hơn 103 tỷ đồng xảy ra tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc vụ án do bị cáo Nguyễn Minh Quân, sinh năm 1973, quê Thành phố Hồ Chí Minh, cựu giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức; bị cáo Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1986, quê Tiền Giang, cựu giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm, cùng 7 bị cáo khác thực hiện. Trong ngày xét xử thứ hai, hội đồng xét xử cho biết mới nhận được đơn xin gặp mặt bị cáo Quân từ người mẹ 76 tuổi của bị cáo. Nội dung đơn thể hiện mẹ bị cáo muốn gặp con để động viên, thăm hỏi. Hội đồng xét xử cho phép mẹ bị cáo được gặp bị cáo trong khoảng 15 phút dưới sự giám sát của đại diện Viện Kiểm sát, thư ký công an. Theo đó, nội dung cuộc gặp gỡ sẽ được ghi văn bản và gửi cho hội đồng xét xử. Trước đó, tại phần làm thủ tục của phiên tòa, bị cáo Quân cho biết cha bị cáo đã mất khi bị cáo bị bắt tạm giam. Theo cáo buộc của cơ quan công tố, từ năm 2016 đến năm 2020, quá trình Bệnh viện Thành phố Thủ Đức được tổ chức thực hiện mua sắm thiết bị y tế để phục vụ khám chữa bệnh, Nguyễn Minh Quân lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao đã tham ô tài sản thông qua việc sử dụng các công ty gia đình để nâng khống giá thiết bị y tế bán vào bệnh viện, điều hành chi phối nhân viên dưới quyền vi phạm các quy định về đấu thầu, thực hiện hành vi rửa tiền để hợp thức nguồn tiền chiếm đoạt trái pháp luật hơn 103 tỷ đồng. Để che giấu số tiền chiếm đoạt này, bị cáo Quân dùng nhiều thủ đoạn, trong đó đã rút một phần tiền mặt đưa cho vợ là Nguyễn Trần Ngọc Diễm. Bị cáo Diễm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền đã nhận để sử dụng cá nhân và sử dụng để mua tài sản đứng tên cá nhân hoặc công ty Ngọc Đạo hơn 67 tỷ đồng. Trong ngày đầu xét xử vụ án, trong khi các đồng phạm bao gồm vợ của Quân, bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, thì bị cáo Quân phủ nhận toàn bộ. Ông Quân nói các bị cáo khác vu khống mình. Cùng bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền với bị cáo Quân là bị cáo Nguyễn Văn Lợi, cựu giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm. Bị cáo Lợi là người được hội đồng xét xử xét hỏi đầu tiên. Theo cáo trạng, người này được ông Quân giao quản lý 4 công ty sân sau, gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Đạo, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Vương Sài Gòn, Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Trung Dung. Khi tham gia đấu thầu, bị cáo Quân chỉ đạo bị cáo Lợi lập các hợp đồng mua bán khống, lòng vòng giữa các công ty để nâng giá thiết bị cao hơn bình thường. Ngoài việc quản lý các công ty trên, bị cáo Lợi còn được bị cáo Quân cho vào làm cán bộ Bệnh viện Thành phố Thủ Đức từ năm 2016 đến năm 2020, công tác tại phòng kế hoạch tổng hợp. Tại tòa, bị cáo Lợi thừa nhận đã sử dụng các công ty sân sau để nộp hồ sơ dự thầu, trúng 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức với tổng giá trị hơn 345 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận thu được hơn 102 tỷ đồng, nhưng tài khoản của công ty có tổng cộng hơn 103 tỷ đồng. Đây là số tiền do nâng khống giá thiết bị y tế từ 27 gói thầu, nên bị cáo Lợi đã chuyển hết cho bị cáo Quân theo chỉ đạo. Cạnh đó, bị cáo Lợi còn giúp bị cáo Quân che giấu hơn 103 tỷ đồng chiếm đoạt được bằng việc mua bất động sản xe sang cho ông này. Bị cáo Lợi khai không được hưởng lợi khác ngoài khoản tiền lương giám đốc 40 triệu đồng một tháng. Bị cáo Lợi còn khai, trước khi trở thành trợ thủ đắc lực cho giám đốc bệnh viện, bản thân chỉ là một người làm nghề rửa xe. Ông Quân đến tiệm của Lợi rửa xe nên cả hai quen biết. Từ năm 2016, ông Quân đưa Lợi về làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Đạo. Bị cáo Quân kể rằng vào năm 2005, thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Đạo để chuẩn bị nghỉ làm nhà nước. Tuy nhiên vào lúc này, bị cáo Quân lại được bổ nhiệm làm phó giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, nên bị cáo Quân đã đưa vợ là Nguyễn Trần Ngọc Diễm vào quản lý công ty. Sau này, bị cáo Quân nhận Lợi vào Công ty Ngọc Đạo và được Nguyễn Trần Ngọc Diễm bàn giao quyền điều hành. Bị cáo Quân khai việc này là tạo công ăn việc làm cho Lợi vì thương Lợi có hoàn cảnh khó khăn. Về căn biệt thự tại Nha Trang trị giá 18 tỷ đồng và biệt thự Ba Son tại Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 99 tỷ đồng mà cơ quan chức năng xác định là tài sản của bị cáo Quân, bị cáo này chỉ thanh toán 35%. Để trả thêm 65% còn lại cho chủ đầu tư, bị cáo đã liên hệ với Lợi để lấy. Bị cáo Quân nói rất thân với Lợi nên cho mượn nhiều tiền nhưng không nêu con số cụ thể. Trước đó ngày 17 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên bị cáo Bùi Trung Kiên, cựu cán bộ phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an, 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài Bùi Trung Kiên, cựu cán bộ Cục C03 khác là Lê Thanh An, 46 tuổi, bị phạt 6 năm tù về tội môi giới hối lộ. Cùng tội này, bị cáo Bùi Thị Hồng Giang, luật sư, lĩnh 9 năm tù, Trần Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt, 3 năm tù. Hai bị cáo còn lại gồm Nguyễn Ngọc Triệu, cựu trụ trì Chùa Nôm, bị phạt 5 năm tù,
Hà Duy Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Công ty Cổ phần Đầu tư Long Thịnh, lĩnh án 9 năm tù. Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an kiểm tra xác minh các sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên tháng 3 năm 2021 và tháng 4 năm 2021, ông Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, đã 5 lần đưa tổng số tiền 2,2 triệu đô la Mỹ cho Bùi Trung Kiên để nhờ tác động giúp Quân không bị xử lý. Tháng 5 năm 2021, thấy cơ quan điều tra vẫn xác minh làm rõ các sai phạm tại Bệnh viện Thủ Đức, nhưng ông Quân không thấy Kiên giúp nên đã yêu cầu cựu C03 trả lại tiền. Sau đó Bùi Trung Kiên chỉ trả cho cựu giám đốc bệnh viện 1,15 triệu đô la Mỹ, còn chiếm đoạt 1,05 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 23,6 tỷ đồng. Sau khi nhờ Kiên bất thành, ông Quân thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và Trần Văn Long, từ tháng 5 năm 2021 đến đầu tháng 7 năm 2021, đã đưa cho Bùi Thị Hồng Giang và Trần Văn Long tổng số tiền 1,26 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 36,4 tỷ đồng. Mục đích nhờ bà Giang đưa cho những người có thẩm quyền nhằm tác động xin cho cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo cáo buộc, luật sư Giang đã nhờ cựu cán bộ C03 Lê Thanh An tìm cách giúp ông Quân. Đầu tháng 7 năm 2021, sau khi An đề nghị, ông Quân đưa 1,5 triệu đô la Mỹ cho luật sư Giang và Long. Sau đó, hai người này chuyển khoản tiền này cho An. Cũng trong tháng 7 năm 2021, bị can An nói với Hà Duy Tuấn đi gặp gỡ, nhờ bị can Nguyễn Ngọc Triệu giúp đỡ ông Quân không bị xử lý hình sự. Sau khi nhận tiền từ Tuấn, bị can Triệu tiếp tục nhờ một người khác để giúp đỡ ông Quân song bất thành. Đến ngày 6 tháng 11 năm 2021, Nguyễn Minh Quân bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức. Lúc đó, Quân viết đơn tố cáo Bùi Trung Kiên, Bùi Thị Hồng Giang và Trần Văn Long. Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng cơ quan công tố có đủ cơ sở xác định hành vi của ông Nguyễn Minh Quân đã có dấu hiệu cấu thành tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, trước khi hành vi này bị phát giác, cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức đã tự nguyện làm đơn tố giác với Bộ Công an. Ngoài ra, ông Quân còn cung cấp tài liệu chứng cứ để cơ quan điều tra làm rõ sự thật khách quan của vụ án, xử lý những người có liên quan. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Minh Quân đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức. Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Bùi Trung Kiên đã nhiều lần chiếm đoạt số tiền lớn của ông Nguyễn Minh Quân. Tuy nhiên, quá trình xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo và khắc phục toàn bộ hậu quả. Các bị cáo còn lại thực hiện hành vi phạm tội gây mất lòng tin của người dân với cơ quan chức năng. Hành vi đó nguy hiểm cho xã hội. Chủ tọa kết luận và cho rằng các bị cáo đều khai nhận hành vi như cáo trạng truy tố và được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ. Một số bị cáo còn có thành tích trong công tác, được thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Về dân sự, hội đồng xét xử ghi nhận trong 6 bị cáo thì chỉ còn Hà Duy Tuấn chưa khắc phục hết hậu quả nên buộc Tuấn nộp số tiền còn lại là hơn 13 tỷ đồng. Tòa cũng tuyên tịch thu 2,67 triệu đô la Mỹ, tương đương trên 60 tỷ đồng mà ông Quân chi chạy án để xung công quỹ nhà nước. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.